Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2 tháng 9, kỷ niệm 78 năm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân và kỷ niệm 68 năm đồn Công an trên sông, nay là Phòng Cảnh sát đường thủy Công an thành phố Hải Phòng. Hôm nay tại trụ sở đơn vị, Ban Liên lạc tổ chức cuộc gặp mặt truyền thống. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Toàn, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng, đề nghị các đồng chí và các bác. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Hiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng phòng, đồng chí Thượng tá Bùi Kim Long, Phó Trưởng phòng, đồng chí Thượng tá Phạm Phong Sơn, Phó Trưởng phòng, cùng chúng tôi với các bác hội viên, còn có các đồng chí chỉ huy các đội, trạm, tổ chức công đoàn và hội phụ nữ đề nghị các đồng chí và các bác nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa toàn thể các đồng chí, về dự cuộc gặp mặt hôm nay có 100 trên 138 hội viên đã có mặt, đề nghị các đồng chí nhiệt liệt hoan nghênh. Báo cáo các bác và các đồng chí đại biểu là chương trình buổi họp mặt ngày hôm nay thì có 4 phần. Thứ nhất là bác Phạm Thang, trưởng ban liên lạc, báo cáo hoạt động của ban liên lạc. Thứ hai là kính mời đồng chí Thượng tá Nguyễn Toàn, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng phát biểu. Thứ ba là tổ chức chúc thọ hội viên. Thứ tư là bác trưởng ban liên lạc cảm ơn và biên mặt. Và kết thúc buổi gặp mặt, kính đề nghị các đồng chí và các bác hội viên dự bữa cơm thân mật tại nhà hàng Cảng Hải Phòng ở số 2B Hoàng Diệu. Kính mời các bác đến. Kính thưa các đồng chí cùng toàn thể các hội viên, trước khi vào chương trình gặp mặt, kính mời các đồng chí và các bác chúng ta đứng dậy dành một phút mặc niệm cho bác Nguyễn Viết Quân, tổ lễ chân mất ngày 11 tháng 2 năm 2023. Đề nghị các bác và các đồng chí một phút mặc niệm bắt đầu. Thôi, kính mời các bác. Để tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu bác Phạm Than, trưởng ban liên lạc, báo cáo hoạt động của ban. Xin trân trọng kính mời bác. Kính thưa các đồng chí đại biểu, kính thưa toàn thể các bác hội viên, thay mặt ban liên lạc, tôi xin gửi tới các đồng chí đại biểu, khách quý cùng toàn thể các bác hội viên lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa toàn thể các đồng chí cùng toàn thể các bác, thì tôi xin được thay mặt ban liên lạc báo cáo tóm tắt một số việc mà ban liên lạc đã hoạt động trong 1 năm qua. Đấy, mà chủ yếu là muốn dành thời gian đồng chí Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng phát biểu với các bác các đồng chí, và sau đó thì là các tiết mục tiếp theo như chương trình Bắc Biển đã giới thiệu chúng ta tổ chức chúc thọ. Kính thưa toàn thể các đồng chí đại biểu cùng toàn thể các bác, sau khi kiện toàn ban liên lạc mới thì chúng tôi đã bổ sung xây dựng quy chế và chỉ đạo các tổ sinh hoạt định kỳ, phân công ban liên lạc hoạt động các tổ. Như tôi là trưởng ban sinh hoạt với tổ Lê Chân, bác Nguyễn Công Điển phó ban thường trực sinh hoạt với tổ Hồng Bà, và bác Trương Hùng Sơn phó ban sinh hoạt với tổ Ngô Quyền, để gắn kết
cái hoạt động chỉ đạo của ban liên lạc cũng như các hội viên cho nó thuận lợi. Kính thưa toàn thể các bác, như vậy mọi thông tin về hội viên đều được phản ánh kịp thời với quan điểm sống vui khỏe, gương mẫu và luôn làm gương cho con cháu noi theo. Có ý thức và trách nhiệm tham gia hoạt động của ban liên lạc truyền thống. Một số bác hội viên còn tham gia các hoạt động tại nơi cư trú như làm bí thư chi bộ, tổ trưởng nhân dân, làm trưởng thôn. Thì báo cáo đồng chí là thực ra thì một vài lần sinh hoạt trước chúng ta chưa nhắc đến, nhưng mà có nhiều bác tham gia cũng rất là đâu. Và cho bây giờ thì theo tôi nắm được thì có bác và có 8 bác, ví dụ như là bác Nguyễn Triền, bác Nguyễn Xuân Thịnh, bác Phạm Cổ Hòa, bác Đỗ Văn Quynh, bác Nguyễn Mạnh Hòa, bác Ná Văn Lưu, mong làm Văn Quynh. Đấy, đấy là một số bác. Và bác Nguyễn Tắc Vượng nữa là 8 bác. Thực ra có thể là các bác tham gia rất lâu rồi, tôi biết được như bác Thịnh. Cho đến bây giờ bác có làm bí thư 16 năm, bác Thuyền cũng làm 16 năm, sau đó bác cũng dành lại cho bác chịu tham gia. Thì báo cáo bác đấy là một chương trình hoạt động không những chỉ cho các hội viên của chúng ta có liên quan đến quy chế hoạt động của các bác ban liên lạc, nhưng thực tế các bác tham gia rất là tích cực. Và như tôi đã điểm một số các bác mà đã tham gia làm công tác xã hội tại làm bí thư, làm tổ trưởng dân hoặc trưởng thôn đấy, thì có 4 bác trước kia chỉ là cán bộ hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao thôi, nhưng khi về địa phương là các bác làm rất là tốt. Đấy. Và hiện nay là còn bác Hoàng Ngọc Quynh đang làm bí thư chi bộ, bác Nguyễn Tắc Vượng đang làm tổ trưởng nhân dân. Thì báo cáo đồng chí là qua đây thấy rằng là cái tiềm năng của các bác nghỉ hưu ở cảnh sát thì chúng ta còn rất nhiều, còn một số các bác nữa thì còn tiếp tục như thế nào đó thì chúng tôi chưa nắm thông tin được, nhưng dù sao cũng là một cái việc làm của các bác hết sức ý nghĩa và trách nhiệm với lại nơi cư trú của mình. Báo cáo các bác như thế. Kính thưa các đồng chí cùng toàn thể các bác, trong quy chế ban liên lạc lương cho các tổ tùy từng thời gian trong năm để tổ chức các hội viên mình đi tham quan du lịch, thì báo cáo đồng chí là riêng vấn đề này thì tất cả ba tổ các đồng chí đều phải động lương cho các bác hội viên đi tham quan du lịch. Nhưng thực tế do nhiều lý do khác nhau, có thể nhiều cái địa danh mà các bác cũng đã đi rồi không đi được, hoặc là do tình hình thời tiết. Vì vậy cho nên là ba tổ các đồng chí đã hướng, nhưng mà các chị chưa có nhiều các bác tham gia, vì vậy chưa hoàn thành như này. Tôi biết được chỉ có nhiều trường hợp một số bác các bác giới làm trường đoàn 10-12 các bác ra đi thăm Hà Giang, thì cái đấy cũng một cái điều khuyến khích các bác. Và tới đây tôi biết rằng là còn nhiều cái điểm danh mà đang quảng cáo rất là nhiều, rất là mạnh. Đấy, đề nghị các bác lưu ý kỳ tham tình hình thực tế các tổ duy trì để động viên các bác hội viên cho các cái dân đi, chúng ta đi là rất vui chơi mà rất là khỏe mạnh, mà cảm thấy rằng là tư tưởng nó thư giãn thoải mái. Thì báo cáo ký là nhất là tới đây tháng 10 thì kỷ niệm 125 du lịch Sapa đẹp lắm. Đấy, cho nên đề nghị các bác chúng ta lưu ý về vấn đề này, thì nhắc lại bác như thế. Kính thưa toàn thể các bác, thì trong năm vừa rồi thì cơ bản là các hội viên của ta rất là khỏe mạnh, cơ bản thì tốt nhất. Thế nhưng mà cũng có một số bác thì từ những năm trước thì chúng ta nhận sinh hoạt cho các bác thì ta rất yêu không tham gia được, nhận sinh hoạt các bác không được đóng hội phí nữa. Nhưng mà vì nhiều bác cũng do sức khỏe càng ngày càng yếu, thế nên là không thể sinh hoạt được, rất muốn. Mà khi chúng tôi đi tiếp xúc là muốn lắm, nhưng có điều rằng là các bác không sử dụng cái điện thoại thông minh, rồi là đôi khi bây giờ là không được nghe điện thoại nữa, và con cháu nếu đi như thế này thì con cháu đi trở đi. Vì vậy cho nên là có cái khó khăn, vì chúng tôi cũng nắm lại tinh thần và động viên các bác nếu được, các bác cũng ra công việc chúng tôi cho các bác. Thế thì trăm năm vừa rồi thì ban liên lạc đã thăm được 7 hội viên ốm, trong năm rồi 7 đồng chí và bác hội viên của chúng ta đây này ốm làm việc, thì chúng tôi đã đến thăm. Mà theo quy chế ấy, thì một năm thì thăm các bác một lần thôi, còn chủ yếu là gia đình động viên các bác sức khỏe, thì theo quy chế thì như thế. Còn các bác còn nhiều hoạt động nữa, nhưng báo cáo riêng về ban liên lạc truyền thống thì có như thế. Ai là những của bác hội viên như vừa rồi chúng ta đã mặc niệm bác Nguyễn Đức Quân,
bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2013. Chúng ta đang tưởng nhớ và quan niệm. Chúng ta đã viếng 10 thân nhân hội viên, thân nhân của các đồng năm hội viên, và viếng 2 thân nhân là chỉ huy các đội trạm. Thì đương chức, nhưng mà thân nhân công chí qua đời thì ban lãnh đạo đều tổ chức một đoàn liên viên, nhất là chân hồn của gia đình, báo cáo một tí nữa. Và trong năm vừa rồi thì ban liên lạc kết nạp thêm 2 hội viên mới, một bác Dương Quang Tam, bác Tam đội và bác Đức Giấy, hai là bác Lê Quốc Thái, bác Thái đội, bác Thái này không có bạn. Thế thì hai bác này mới, chúng tôi một là bác Dương Quang Tam, bác Dương Quang Tam tôi bố trí sinh hoạt tại Ngô Quyền, còn bác Lê Quốc Thái chúng tôi bố trí sinh hoạt tại Hồng Bàng. Vì các bác cư trú ở địa bàn đó thì gắn vào đấy thì sinh hoạt nó dễ, báo cáo lại các toàn thể các bác hội viên như thế. Về các khoản kinh phí thu chi thì báo cáo về vấn đề này thì báo cáo các bác là chúng tôi đã có một cái báo cáo thống kê rất chi tiết đấy, tôi là người cuối cùng mà đã gửi cho các tổ đấy. Hôm nay không báo cáo tại đây, các tổ sẽ thông báo có trách nhiệm của nó là các bác, và trên tinh thần công khai minh bạch đúng quy chế dân chủ, các bác yên tâm về vấn đề này. Thực ra chúng ta không có nhiều, nhưng chúng ta làm rất là đảm bảo trách nhiệm, không vì các bác, vì tất cả mọi người, cho nên các bác cũng yên tâm. Riêng khoản kinh phí nó liên quan đến thu chi thì chúng ta đóng góp cũng như là các nhà tài trợ, chúng ta cũng tổ chức liên kết với các tài trợ, chúng ta cũng để bảo đảm một cái liên hệ để đồng chí nắm được. Kính thưa các đồng chí cùng toàn thể các bác hội viên, có được hoạt động trên ban liên lạc xin trân trọng cảm ơn ban chấp hành đảng ủy, lãnh đạo phòng và cán bộ chiến sĩ trong đơn vị luôn tạo điều kiện tốt nhất cho ban liên lạc hoạt động, thể hiện trách nhiệm và tình cảm chân thành mang đậm tính nhân văn sâu sắc, mong các đồng chí tiếp tục giúp đỡ và tạo điều kiện cho chúng tôi hoạt động tiếp theo. Báo cáo các đồng chí và các bác này, hoạt động của chúng ta bao nhiêu năm nay thì như tôi ở đây thì cũng có thời gian dài ở đây. Năm 89 tôi đã về đây rồi thì ban liên lạc thành lập từ năm 19 tháng 8 năm 1994. Đến năm nay là 29 năm rồi, sang năm là 3 năm. Thế thì từ đó đến nay là hầu như tất cả mọi sinh hoạt của các bác hội viên chúng ta đều là các đồng chí đứng trước quan tâm, trách nhiệm mà luôn luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các bác hoạt động. Chính vì vậy gần từ năm 1994 đến nay là duy trì hoạt động rất là tốt. Mới đây ví dụ như là chuyên quản về đây làm trưởng phòng cũng rất là quan tâm, mà khi ban liên lạc đặt vấn đề là chúng em sẽ ủng hộ các bác hết, không vấn đề gì cả, trước sau đều có trách nhiệm với nhau cả. Thế nên là các bác hoạt động có hiệu quả không chính là một nhờ phần lớn là các đồng chí đứng trước bằng khi tặng quà điều kiện chúng tôi để báo cáo các đồng chí như thế. Kính thưa các đồng chí và các bác hội viên, vậy thì hoạt động của năm tới thì như thế này. Tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm của ban liên lạc cũng như sự đồng thuận ủng hộ các hội viên, chúng tôi có làm được cái công chính là các bạn đồng thuận chúng tôi alo hoặc cái là vui vẻ nhận lời ok ngay, bấm máy điện thoại thông minh nói là ngay thế là biết đấy. Và năm hôm buổi trưa là có thể mời các hội viên biết bao nhiêu số lượng các hội viên tham gia rất là tốt. Đây là thứ hai, duy trì hoạt động các tổ cần nắm thêm tâm tư nguyện vọng của các bác hội viên cao tuổi sức kẻ yếu, có thể miễn sinh hoạt cho các bác. Hiện nay thì theo thống kê được thì có 12 bác là miễn sinh hoạt, trong đó Ngô Quyền đông nhất là 8 bác, Hồng Bàng 2 bác và Lê Chân là 2 bác, và còn một số bác nữa thì cũng chưa đăng ký và chưa có cái kế hoạch trong việc này. Nhưng mà tới đây thì đề nghị các ban liên lạc các tổ các chị cũng tiếp tục nắm thêm để như nào đó để chúng ta vẫn duy trì ban liên lạc hoạt động, nhưng mà còn các bác mà yếu quá thì chúng ta có thể miễn sinh hoạt các bác để các bác đi làm cho nó đỡ vất vả. Tiếp nữa là các tổ chủ động thời gian hợp lý cho hội viên và người thân tham quan du lịch đấy, và thăm các hội viên khi ốm đau và thực hiện các hoạt động theo quy chế. Thế thì riêng người du lịch thì tùy theo các bác thôi, có thể từng tổ hoặc có thể liên kết với các tổ để làm sao chúng ta tổ chức đi và vui vẻ an toàn. Cái đấy là cũng là một cái mục tiêu đặt ra để các bác chúng ta thực hiện trong năm tới.
tăng cường và gắn bó hơn nữa mối quan hệ với lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ, tranh thủ sự ủng hộ và tạo điều kiện của đồng chí để khi về hoạt động. Và các như là các bạn hoạt động của các chúng ta có mặt ở đây là luôn luôn phải được sự quan tâm của đồng chí. Cho nên là các bạn đồng chí yên tâm, chúng ta vẫn duy trì được thì các đồng chí được cho tâm tin, không ngại vấn đề đó đâu mà hoàn toàn ủng hộ chúng ta để có làm một cái gì. Đấy là một số nét lớn đã thực hiện trong trong năm vừa qua, trong năm vừa rồi. Thế nhưng mà cũng đến đây thì xin báo cáo thêm cho bác như này. Ngày 1 tháng 8 năm 2023 thì thực hiện nghị định của Chính phủ, Bộ Nội vụ, tức là thực hiện nghị định số 63 của Chính phủ cũng như là nghị định 45 của Chính phủ về việc cho phép Bộ Công an thành lập cựu Công an Nhân dân. Cái này Bộ Nội vụ các đồng chí đã ký, và tôi biết rằng là ngày 16-17 này thì Bộ Công an sẽ triển khai quyết định cũng như hướng dẫn thực hiện về cách tổ chức hoạt động của cựu Công an Nhân dân Việt Nam như nào. Thì đoàn Hải Phòng thì bác Phạm Hiệp là chủ nhiệm Công an hưu trí thành phố đi dự, và đến ngày 16-17 và đến 18 thì các bác là lãnh đạo phòng có mặt ngồi đây này, nguyên là lãnh đạo phòng đấy, chắc các bác đã có giấy mời. Và đến 18 này vừa kỷ niệm 78 năm Công an Nhân dân, và cũng như là bác Hiệp sẽ thông báo cho chúng ta biết rằng cái quy chế hoạt động như thế nào. Thực ra bây giờ thì cũng chưa nắm được, nhưng mà cái cũng có một cái việc lớn như thế để các bác nắm được thì báo cáo tại toàn thể các bác như thế. Còn đối với đại đơn vị chúng ta thì tí đồng chí Toàn sẽ thông tin chúng ta nhiều về cái hoạt động của các đồng chí hiện tại. Còn cụ thể thì cũng nghe nhiều thông tin là có thể là phòng đường bộ với đường thủy đường bộ sát nhập. Thì tâm tư báo cáo với anh Toàn với tất cả các đồng chí có mặt đây này là anh em hưu trí này, các bác ngồi dưới này cũng rất mong muốn được duy trì hoạt động này. Và chúng tôi cũng đang suy nghĩ không biết là hoạt động như này tính như nào cho phù hợp đây. Đấy, nhưng tâm tư là rất muốn con nơi để đi một chỗ đi về đấy là cái đấy. Thế thì vấn đề này thì cụ thể như nào thì từng bước sẽ báo cáo lại các đồng chí sau. Mà có nếu có sát nhập mà khi đường thủy với đường bộ thì cái đấy là cơ chế chuyên môn, nhưng mà trách nhiệm của ban như nào chúng tôi sẽ báo cáo đồng chí trưởng phòng. Chúng tôi có một cái tổ chức như thế này hoạt động mấy chục năm rồi, vậy xin ý kiến các đồng chí để chúng tôi hoạt động như thế nào. Đấy, báo cáo cái tâm tư của ban liên lạc chúng tôi họp, và cũng như là các bác hội viên tôi nắm được tinh thần cũng rất là mong muốn để duy trì bao năm cho thành hết rồi. Thế còn chúng ta sinh hoạt như thế nào thì hình thức tổ chức như thế nào thì tính sau. Thế thì báo cáo các bác như thế. Thế thì cũng nhân cái buổi họp hôm nay thay mặt ban liên lạc xin trân trọng cảm ơn các đồng chí đại biểu cùng toàn thể các bác. Chúc các bác là luôn là gia đình luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc, và các đồng chí đang được chức thì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Xin là trân trọng cảm ơn các bác. Thay mặt ban tổ chức xin cảm ơn bác Phạm Tha và chúc bác và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và vui vẻ với cuộc sống. Để tiếp theo chương trình để về dự hội nghị ngày hôm nay gặp mặt các bác truyền thống 68 năm thì phòng cảnh sát đường thủy có một lăng hoa tươi thắm để chúc mừng các bác. Đề nghị đồng chí trưởng phòng cảnh sát đường thủy nên tặng hoa, và đề nghị mời bác Phạm Tha và bác Trương Sơn. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí thượng tá Nguyễn Văn Toàn, bí thư đảng ủy trưởng phòng lên kính thưa các bác, các cô, các chú, các anh, các chị, kính thưa toàn thể các đồng chí. Trong không khí thi đua phấn khởi chào mừng
kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân. Hôm nay rất vinh dự cho phòng cảnh sát đường thủy được đón tiếp các bác, các cô, các chú, các anh, các chị về dự buổi họp mặt kỷ niệm 68 năm ngày thành lập truyền thống lực lượng cảnh sát đường thủy công an thành phố Hải Phòng. Thay mặt cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát đường thủy, tôi xin gửi tới toàn thể các đồng chí lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các đồng chí, phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân và truyền thống công an trên sông, nay là lực lượng cảnh sát đường thủy, trải qua 68 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, cán bộ phòng cảnh sát đường thủy luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, kiên quyết đấu tranh chấn áp các loại tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn giao thông trên tuyến đường thủy nội địa của thành phố vì cuộc sống yên vui và hạnh phúc của nhân dân. Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đã chủ động nắm chắc tình hình, điều tra cơ bản, xác định tuyến địa bàn trọng điểm và tập trung lực lượng đấu tranh phá phá nhiều vụ việc hình sự, kinh tế, ma túy, tệ nạn xã hội, kịp thời bắt giữ, xử lý kịp thời theo đúng quy định pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm 2023, tình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, không xảy ra ùn tắc giao thông. Với việc huy động tối đa lực lượng phương tiện, cán bộ chiến sĩ thực hiện tuần tra kiểm soát khép kín trên địa bàn, trong nhiều năm đơn vị được kiềm chế tai nạn giao thông ở mức thấp nhất, một năm trên một vụ trên một năm, và tăng cường xử lý xử phạt vi phạm hành chính. Thì báo cáo các bác là các cô các chú anh các chị là trong 6 tháng đầu năm đơn vị đã tập trung xử lý gần 600 trường hợp và nộp kho bạc cho nhà nước gần 2 tỷ đồng. Và đặc biệt là cảnh sát đường thủy chỉ đạo của Bộ Công an và xử lý là 151 trường hợp chở quá vạch mức nước an toàn. Báo cáo như là trong thời gian vừa qua theo chỉ đạo của Bộ Công an cũng như là Bộ Cảnh sát giao thông để tăng cường xử phạt về đường bộ thì xử phạt tập trung xử phạt rất cao cái lỗi an toàn là chính, thì cái lỗi chở quá mức nước an toàn đường thủy trong thời gian vừa qua thì tập trung rất là cao vào xử phạt các cái lỗi này. Thế và đặc biệt là báo cáo chính là đường thủy thì nhiều năm thì chỉ đạo cái việc mà xử lý nồng độ cồn thì báo cáo ông chí là qua nắm được để còn hạn chế. Trong thời gian vừa qua 6 tháng đầu năm vừa qua thì báo cáo ông chí là theo chỉ đạo của Bộ Công an cũng như là C08 của giao thông thì chúng tôi đã tăng cường xử phạt 13 trường hợp vì nồng độ cồn và đứng thứ hai toàn quốc về cái xử phạt nồng độ cồn này. Kính thưa các đồng chí, với việc thành lập và duy trì hoạt động càng ngày càng tích cực hiệu quả của ban liên lạc truyền thống lực lượng cảnh sát đường thủy, ban liên lạc đóng vai trò như một sợi dây kết nối giữa các thế hệ cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát đường thủy để lớp trẻ ngày hôm nay hiểu biết sâu sắc hơn, tự hào hơn về truyền thống vinh quang quá trình phấn đấu xây dựng và trưởng thành của lực lượng cảnh sát đường thủy từ khi mới thành lập cho đến nay. Trong những năm qua, ban liên lạc như các đồng chí cán bộ chiến sĩ nghỉ hưu nói chung, mặc dù đã nghỉ công tác nhưng vẫn luôn theo sát, quan tâm ủng hộ những bước phát triển của đơn vị, cổ vũ động viên những thành tích của đơn vị, đồng thời có những tham mưu góp ý sâu sắc để cho lãnh đạo đơn vị trong công tác lãnh đạo chỉ đạo nó mặt công tác của đơn vị là luôn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Báo cáo đồng chí là để đồng chí được biết thì thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an tại đề án số 19 của Bộ Công an để tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả. Thì báo cáo các bác là vì vậy là công an thành phố Hải Phòng có 5 đơn vị thực hiện được sáp nhập và giải thể. Báo cáo với phòng BC08B thì sáp nhập thì phòng BC08 phòng giao thông. Đấy và thực hiện việc này thì báo cáo chí là theo ý kiến chỉ đạo của Bộ thực hiện hoàn thành trước 31 tháng 8. Báo cáo chỉ còn 2 tuần nữa. Hôm nay 14 rồi thì trước 31 tháng 8 là 2 tuần nữa này. Chậm nhất là 23 tháng 8. Có thể trong tuần này, tuần sang đầu tuần sau là báo cáo chí là phải thực hiện rồi. Thì việc này thường thực đảm thì giám đốc của thành phố đã họp. Thông báo các chí để nắm được là họp thống nhất là việc xác nhập. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn trưởng phòng về phó trưởng phòng BC08
và ba đồng chí phó trưởng phòng thì cũng về đó với tiêm mục phó trưởng phòng thì cái tiền đồng đảng giám đốc cũng họp và đã quyết định thì cũng báo cáo phòng các bác đồng chí là về là lần này là phòng cái con việc sắp nhập này thì cũng tâm tư của các cụ trên đầu kia thang trưởng ban làm của các cụ tôi chưa trước và bốn đồng chí lãnh đạo là về giữ chức vụ là phó trưởng ban thì mong muốn được sự quan tâm rất nhiều hơn nữa của các bác các cô các chú các anh các chị cùng toàn thể các đồng chí để chúng tôi tiếp tục phát huy truyền thống phấn đấu tu dưỡng rèn luyện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đồng thời tiếp tục tỏ rõ tình cảm chân thành của các đồng chí các bác các anh các chị cô các chú là dành cho chúng tôi. Một lần nữa thay mặt các cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát đường thủy chúc các bác các cô các chú các anh các chị và các gia đình bạn bè hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Phát biểu đặc biệt là những cố gắng nỗ lực trong năm qua, trong thời gian từ đầu năm khi mà triển khai công tác cho đến bây giờ, đồng chí vẫn làm tốt duy trì chức năng đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng như là phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm trên tuyến đường thủy. Thế để đấy chúng tôi là được nghe và đánh giá rất là cao cái công sức của các đồng chí vì trách nhiệm trước đảng, trước nhân dân và trước ngành, các đồng chí đã hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao. Thế thì báo cáo đồng chí là cũng mong rằng là như đồng chí trưởng phòng vừa thông báo thì tới đây thì khi sát nhập mà về nhân sự thì như đồng chí Toàn đã báo cáo rồi. Thế chúng tôi chỉ mong muốn là tiếp tục đến năm tới này cũng nhân dịp 15 tháng 8 chúng tôi có cơ hội là được tiếp xúc với các đồng chí. Mong các đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo phòng khi về đó làm PC08 đấy thì cũng là tham mưu giúp cho các bác hội viên ở đây và trách nhiệm của ban liên lạc chúng tôi sẽ báo cáo với đồng chí trưởng phòng, bởi vì cái mô hình của chúng tôi đây là các đồng chí nắm được các đồng chí tạo điều kiện khi các đồng chí làm tham mưu các đồng chí đề xuất thì các đồng chí đã biết được là có một cái tổ chức hoạt động như thế. Thì mong rằng trong cái thời gian tới này trước mắt là chúc các đồng chí cán bộ chiến sĩ của đơn vị luôn luôn mạnh khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ dù ở cương vị công tác nào hoàn thành tốt nhiệm vụ để xứng đáng với người chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam. Xin chân thành kính thưa các bác và nhân dân này, các đồng chí khách mời tham gia chương trình là như cái truyền thống và cái quy chế của hội này, thì năm nay là hội thì có chúng tôi tổ chức chúng tôi cái dịp là ngày truyền thống thì trong hội của ta có năm nay là có 13 cung được chúng tôi là từ tuổi 70 tuổi cao nhất là tuổi 92. Tôi sẽ đọc danh sách để cho các bác và các đồng chí nắm. Báo cáo các bác là năm nay hội chúng ta có 13 bác được chúng họ, trong đó tuổi 70 là 5 bác, tuổi 75 là 5 bác, tuổi 85 là 1 bác, tuổi 90 1 bác, tuổi 92 là 1 bác. Thì trong đó tuổi 90 và 92 hôm nay là chắc là hai cụ yếu không thích mặt. Các bạn đây thì này trong đồng chí trưởng ban sẽ có ý kiến sau. Thì tôi sẽ lần lượt tôi đọc các cụ được lên trên này để được chúc thọ lần lượt. Thứ nhất là bác Phạm Văn Thang ở tổ Lê Trân tuổi 70, bác Cao Bá Thân ở tổ Lê Trân tuổi 70, bác Đỗ Văn Thuận tổ Hồng Bàng tuổi 70, bác Phạm Thanh Trung tổ Hồng Bàng tuổi 70, bác Nguyễn Văn Lê tổ Ngô Quyền tuổi 70, bác Nguyễn Xuân Thịnh tổ Hồng Bàng tuổi 75, bác Vũ Thế Mạnh tuổi Lê Trân là tuổi 75, bác Quán Văn Thiện tổ Lê Trân tuổi 75, bác Nguyễn Doãn Vương tuổi Lê Trân tuổi 75, bác Phạm Thành Long tuổi Lê Trân tổ Lê Trân tuổi 75, bác Trần Duy Xuân Lê Trân tổ Lê Trân là 85 tuổi, 12 là bác Nguyễn Văn Sáng tổ Hồng Bàng 90 tuổi, 13 là bác Đặng Thị Yến tổ Lê Trân 92 tuổi. Đây là lần lượt các tên của bác, đề nghị các bác có tên là lên trên bục danh dự để làm cái chúc thọ. Đồng chí
Được cái ông Toàn Bí thư Đảng ủy trưởng phòng lên tặng quà cho các bác, và báo cáo các bác là năm nay là họ là có hai quà, quà nhất là quà của phòng lên tặng ủy, quà thứ hai là quà của hội. Thì sau khi bác Toàn, đồng chí Toàn là tặng quà cho các bác, chúc họ cho các bác, thì sau đó là đồng chí Trường Sơn sẽ lên là tặng quà cho các bác. Và đến đây là sau khi cái buổi Dư tí lên chụp ảnh giúp mình anh. Chụp ảnh nhé. Lên Dư đây rồi. Chụp ảnh đi. Ngồi đây đây. Được chụp hỏi lần này các bác lên đây. Chương trình đến đây là kết thúc.